xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với căn phòng rất là quen thuộc. Và đồng hành cùng với mình không ai khác, chào mọi người nhá. Mấy thanh niên, hello mọi người. Mấy thanh niên đầu xanh đỏ, không có tím, cũng chẳng có vàng. Đấy, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu mới cuộc chiến các bạn ơi. Đấu trường khoáng sản phiên bản nâng cấp. Thì mình sẽ start luôn game nha. Đấy, sau đó thì mình sẽ giới thiệu phiên bản nâng cấp lần 2 này có gì. Nút màu xanh thôi, hôm nay trong nó yêu hòa bình thôi nha. Không có tấn công, màu đỏ là màu của gọi là chiến tranh thì phải. Thôi chiến đấu các bạn. Đầu màu xanh sang bên màu xanh đi. Tí nữa. Tí ra nút màu đầu cũng đỏ đỏ, nghĩa phải ra đồ đỏ, nhưng mà thôi cho thanh niên vanh đi. Đấy, thì ngày hôm nay nâng cấp có những gì? Thì chúng ta có những đó là những cái búa các bạn thấy không? Đấy, những cái búa siêu to khổng lồ ở đây. Sau đó chúng ta có những cái cây gậy magic gọi là block stick ở đây. Nó có thể biến bất kỳ block nào thành emerald hay là kim cương hay là vàng. Đấy. Rồi, biết rồi nha. Và áo giáp block quặng này, nói chung là kiếm siêu to khổng lồ đấy, thế thôi. Đấy, anh nhìn thấy có cái giường kìa. Đâu? Giường đâu? Điều có giường Ender thấy không? Giường Ender đấy. Đúng rồi. Thà luôn. À, dám lừa mình các bạn, mình đang nhìn bảo làm sao có thể là phiên bản nâng cấp này làm gì có xương đâu nhỉ. Đấy, tí nữa mình sẽ đi gọi là tạt cái nhìn vanh luôn vì cái tội dám nói phép, dám bốc phép với chúng tôi. Đây, một vô luôn. Ui, có dương thật mọi người ạ. Rồi đây. Wow. Có dương thật. Dương thật. Rồi chết giờ tôi dương không có gỗ rồi anh em ơi. Trời ơi. Oh my chuối rồi. Vanh cũng không có. Có gì luôn. Đổ giữa một rừng gỗ luôn. Ui giời ơi, gỗ đâu rồi? Toàn rồi, chả có một cái gì ở đây luôn. Không có gỗ các bạn ạ. Ui giời ơi, bây giờ tôi biết phải làm sao đây. À đây rồi. Ôi anh em ơi. Số gọi là số nó khổ lận đận. Thôi không sao. May quá. Rồi ok, chúng ta sẽ chiến. May vẫn có. Thấy chưa? Thấy cái gì chưa? Chết giờ rồi, vẫn thiếu. Ui, thiếu một block gỗ quên mất. Ui, tôi thì xong. Hai block gỗ. Núp tính nhầm. Đây có rồi. Sao thanh niên Zeno cái gì thích ngường đắc lợi mà ngồi cười. Ta sẽ tiêu diệt hết. Nhưng mà ta sẽ phải cần. Ta bây giờ bên trên đầu thời kỳ đồ gỗ. Không có gỗ nhỉ? Luôn cái cuộc sống nó khổ sở quá. Đó, nói chung là cái đấu trường phiên bản nâng cấp siêu VIP này ấy, thì các bạn đã biết rồi, ai cũng sẽ có đồ VIP, nên là mình sẽ phải gọi là đẩy nhanh cái quá trình PVP lên, chứ không là mấy thanh niên gọi là sang đây là thịt luộc hết đấy, mình cũng sợ lắm chứ. Chúng ta đã bắt đầu rồi, đào sắt rồi nâng cấp lên thời kỳ đồ sắt luôn các bạn ơi. Ui, đào đá chứ. Đá cái gì, bỏ qua thời kỳ đồ đá lúc dùng tay đào sắt mà. Ui giời ơi, à đâu cũng có đào đá mà, đào sắt mà. Nên đi đào được này, phiên bản nâng cấp nó đào được mà. Thử xem. Ui, gỗ ngay đây mà mình không thấy này. Ôi giời, ai đùa như thế. Điền điều. Tất, phiên bản nâng cấp đào được mà. Nghe lúc bạn điều đấy. Ô, điều cái gì trời, được rồi. Tôi bao giờ nói điều bao giờ đâu các bạn ơi. Tôi chỉ nói phép thôi. Thà luôn giờ mình mới để ý hai block gỗ to chà bá đây luôn ạ. Luôn khó hiểu thật sự. Chắc là vừa nãy mình bị quáng gà, các bạn thông cảm, nó già rồi. Tuổi già sức yếu. Sao rồi? Chế nhầm luôn cái rìu sắt chứ. Trời ơi. Không sao, thầy chế gì cũng được mà. Trời ơi, có gì đâu mà. Uầy, thầy nhìn nào đã có con rồi. Ôi, thầy nhìn kìa, đã kim cương rồi. Kim cương đâu? Ôi. Ai có kim cương đâu mà kim củng cái dè. Thôi chạy đâu các bạn ơi, thầy nhìn nào gần mình thế. Đó, mình sẽ chế luôn cái á. Nào, chế luôn cái bộ áo giáp bằng obsidian các bạn nhé. Trời ơi, làm cho chắc cú luôn. Cho dù là mình gọi là có đánh nhau thì vẫn còn trâu bò một xíu nhở. Ok, sao không thấy thanh niên nào ngay gần mình mà vẫn thấy đe rơi nhở? Mấy thanh niên ngồi hết phải không? Có thanh niên Zeno ngồi rồi. Ghê lắm. Đâu, có được ngồi đâu. Mấy thanh niên ghê lắm. Đó, các không bạn có ạ. cả lón đung đây này. Zeno cứ ngồi đi, để tí nữa video cho Zeno lên một cái bàn rất đặc biệt. Mày bàn thờ. lên bàn thờ đi ngồi. Ngồi đấy mà. Chạy đâu các bạn đây, mình sẽ đi trốn rồi. Tầm này phải đi trốn để chúng ta có thể là xem nào. Chắc là mình sẽ bắt đầu cái công cuộc đó là chế tạo chế tạo cái stick block được. Đó, để mình biến ra kim cương và chế cái kiếm ấy, kiếm siêu to khổng lồ ấy. Đó,
làm như thế nó sẽ có lãi hơn đấy. Thay việc là mình sẽ dùng mấy cái viên kim cương mà thế nhưng nào gần mình quá ta. Dùng mấy viên kim cương mà không dùng tới. Sau đó thì mình lại uầy, chế xong cái được mỗi một cái kiếm rồi. Thay vì thế là mình sẽ biến tất cả block thành kim cương, nó sẽ lãi hơn. Hợp lý. Sao không tìm thấy kim cương nhỉ? Chứ kế hoạch đã đặt ra như thế rồi mà. Rồi cuối cùng không tìm thấy. À đây rồi. Cay thật các bạn ạ. Đấy. Trời ơi, kế hoạch đặt ra như kiểu tranh vẽ. Rồi cuối cùng chúng ta nhận lại được gì? Nó là trả một cái viên kim cương lại được. 8 viên rồi. Xíu rồi các bạn, một viên. One more. Rồi. Ok luôn. Đấy, ta chúng ta chế tạo được một bờ nóc. Một bờ lóc nha các bạn. Rồi, giờ thì mình có thể là bắt đầu biến dạng những cái bờ lóc này rồi. Đấy, đúng luôn các bạn. Rồi, giờ thì mình có thể là ăn chơi đập phá rồi. Ta sẽ đi chế kiếm luôn. Tập lại chế luôn anh em ạ. Sắc bén hài luôn đấy chứ. Sao mình cứ cảm giác có cái sát khí nào đấy ở gần đây nhỉ? Nghề của sát khí. Ai sắp đánh mình ấy. Uầy, có ai đánh vanh? Trời ơi, ai dám đánh vanh bao giờ? Gì có ai dám động vào gọi là sợi lông chân của vanh? Nếu vanh bị thương thì đưa đi bệnh viện. Uầy, chỗ này không có ấy luôn ạ. Đặt mình tính nhở? Bè rơi loàng xoáng này. Bè rơi loàng xoáng luôn, sợ thật sự. Ấy à, thằng nhỏ ăn táo vàng luôn này. Uầy, ăn thật sự luôn. Ra con táo vàng rồi. Ờ, có thấy là vừa ăn táo vàng ấy, để ra chỗ video này. Ra man cũng ăn thật. Chắc chắn là vanh rồi. Lại vanh. Chà, ngoài vanh thì còn ai nữa? Ngoài vanh chứ ai? Zeno, thấy video nói thế phát mở mồm luôn. Đúng rồi, tìm được vanh thứ ai? Chắc chỗ này là Zeno rồi. Ngoài vanh, đúng rồi, tìm được vanh thứ ai? Ai à? Đe rồi các bạn. Thế ở gần mình ta. Lại đe rồi các bạn này. Rồi, mình sẽ nâng cấp cái kiếm lên nhá. Chúng ta sẽ nâng cấp cái kiếm lên các bạn ạ. Sau đó thì mình sẽ chế tạo hai cái kiếm enchant vào. Ui, nó hợp lý luôn đấy chứ. Hai kiếm enchant là sắc bén 2 luôn đấy. Sắc bén 2, sau đó thì chúng ta sẽ tẩn pixel. Thôi, ẩn thân thôi, ông núp đi tìm nó chết đấy. Ông núp tìm đâu? Uầy, nói câu núp đi tìm thà luôn là muốn tách chết gì? Thôi, mình sẽ sao nào? Nói chung vanh chả phải ẩn thân. Thấy chưa? Quân tử không chấp tiểu nhân, hiểu không? Thấy chưa? Ghê chưa? Nghe cái câu vanh chua. Cái câu vanh chưa là không thèm ẩn thân nhá. Rồi, ok, mình sẽ chế tạo cái cúc kim cương đây. Đấy. Chế tạo cúc kim cương và mình sẽ đào block kim cương đã bạn ạ. À, luôn tính ra mình, à đây, mình sẽ lấy dưa để ăn hồi máu đã. Trời ơi, vừa lấy thề luôn, thanh niên Vincel và giáp kim cương mà trâu thế. Tất nhiên, không trâu bò dã man đúng không ạ? Ờ, giáp Obsidian của mình nó chỉ được cái nhiều máu thôi, nó thiếu hai giáp này. Cũng chỉ được là tăng thêm 20 máu các bạn, chả được cái gì hơn. Rồi, giờ thì mình sẽ tách này ra. Chế tạo lấy cái kiếm to đi. Lên mấy kiếm sắc bén. Đấy, 6 cái kiếm to nhá. Đó. Sao nào? Gì mãi không thấy gỗ nhỉ? Cần nóc bách. Đẩy lùi đi. Cần nóc bách tiếp này. Sắc bén này. Hai cái cần nóc bách cũng ngon các bạn ạ. Sao cái này không có lửa nhờ? Ui, có lửa đẹp biết bao. Đẹp biết bao anh ạ. Rồi, chắc là mình sẽ enchant đồ thế thôi. Sau đó thì bây giờ mình sẽ đi tìm rồi, các bạn đi tìm thôi. Đi săn thôi các bạn. Mình định chế là cái búa các bạn ạ, chế búa nó hơi khoai một xíu. Chế búa là cần gỗ à. Ồ, chế búa cũng được, nói chung là chế cái búa cũng được. Búa kim cương xem là hammer nè. Mình thử xem là hammer thì chúng ta sẽ phải cần chế cái này. Ồ, cũng được các bạn ạ, cần khá là nhiều gỗ thôi. Ờ, nhân khá tiện. Là nhiều gỗ thôi. Ờ, khá là nhiều gỗ. Chứ không nhiều lắm, nói chung là khá là nhiều. Khá không nhiều lắm. Wow, máu hồi lâu thế. Đấy, luôn chứ.
đây. Thế rồi còn bị đói nữa này. Đói à? Thôi, Geno xuống địa ngục chơi một chuyến đây. Nó đi xuống địa ngục ạ, anh nhân giải thật sự. Nào, không đi xuống á. À. Đi xuống thua luôn nhá. Xuống thua luôn đấy, trời ơi, xong lúc tìm nhau làm sao tìm được. Tào lao thật sự xuống địa ngục ạ. À, đi trốn luôn, chơi trốn tìm luôn ạ. Chém gió không xuống được địa ngục đâu. Biết đâu đây, trời ơi, nhớ đâu phiên bản nâng cấp mày xuống được làm nào. Anh nhân xuống địa ngục không? Mình xem Zeno nào. Xong đi tìm đến sáng mai. Kiểu như đang chơi trốn tìm, các bạn chơi trò trốn tìm xong rồi bảo ấy các bạn đi trốn đi, xong rồi tự nhiên về nhà ngủ, tìm không thấy luôn. Quả chơi quả chí mạng ấy, chịu rồi các bạn. Tìm sáng mai. À, có thanh niên nào gần mình lắm nhá. Thanh niên Zeno ấy. Sỏi. Chắc chắn là thanh niên Zeno rồi. Cát này. Ê, nói ly lại ly sán đấy, anh ơi cẩn thận nhá. Cái gì? Ấy, thấy ăn rồi. Không, mày núp đâu, mày núp đâu. Thật. Trời, đã bảo núp đâu chứ, bảo núp mà đã nhận rồi. Không phải núp, đã bảo rồi, núp hứa. Anh cũng bảo núp đâu. Hứa danh dự Zeno luôn đấy, không. Zeno đấy. Zeno mà, đã bảo. Góc này là Zeno đấy. Chỉ có Zeno góc đấy cho núp vẫn còn đang đi đào cận lực đây. Đây, nâng cấp đồ cận lực đây. Trời ơi, kinh nghiệm thì không có bạn. Mình đang định chế tạo cái bộ áo giáp bằng bàn đình chan để có thể hồi... hồi kinh nghiệm này. Zeno chị chan tuổi gì ăn vanh? Tuổi gì ăn vanh? Chết luôn. Anh như này chan kiếm ghê đấy. Chan kiếm à? Chan kiếm. Vanh bảo vệ 2 hết mà. Gì thế nhỉ? Ui ăn được. Nói chung là chúng ta, ui thanh niên Zeno mặc áo giáp gì đấy? Oxygen. Nói chung là chúng ta sẽ có rất là nhiều lựa chọn bạn. Nếu mà mình chọn máu nhiều ấy thì giáp nó sẽ yếu. Nó áo giáp Obsidian này nó máu nó nhiều thôi nhưng mà giáp nó yếu hơn cũng được các bạn. Nói chung là Obsidian thì mình thấy nó vẫn lợi hơn một xíu. Tùy thôi. Còn ta đâu? Thì ta tìm núp đi, tìm đây, ra đây chiến đấu đây. Nhà mình sẽ phải nâng cấp tiếp các bạn. Sắc bén nào. Ui cần level 15 cơ à? Mặn thế. Ôi giời. Vành gắn chế được cái búa khổng lồ rồi thì thanh niên chế. Bói búa khổng lồ ba? Có. Gắn chế được rồi, chế được cái búa gỗ rồi. À. Còn đó. Thiếu 4 gỗ nữa thôi. Ghê vậy. Rồi cần level 15 các bạn ạ. À. Level 15 bây giờ làm sao mình kiếm được level cao đây? Ok đi. Giờ mình mới còn mấy thanh niên Zeno rồi, mình cứ chạy đã không tính sau. Ui. Mới level 5 thôi. Ui, cái hang này hang của mình à. Ui, thế nhưng mà ý chán gì nghe đi. Con một cái. Ờ, chẳng ai ý chán cái gì. À, ừ. Ờ. À, không. Nghe tiếng ăn, nghe tiếng nổ gì cơ. Đây là tiếng ăn các bạn. Tiếng ăn thì của thanh niên Zeno ở bây giờ chỉ còn mỗi hai thanh niên thôi. À, đã thì đi đánh nhau được bạn này. Mày thì chờ đợi cái gì. Máu hồi lâu thế. À luôn máu hồi lâu mà. Thế lúc mới biết cơ hội đó, lúc mới bắt đầu đang tiến sang này. Nhìn cơ hội các bạn. Chúng ta không thể nào mà chúng ta để cái cơ hội nó tuột mất được. Mà thanh niên Zeno trốn ở đâu, kỹ quá. À không, đúng thế à, không, đừng có chỉ điểm à, thế các bạn. Cũng phải ẩn thân á. Bạn mà chỉ xấu đây, không được. Không được chỉ đẻ. Hai người. Ôi. À, đầu của Vanh trời ơi, hồn ma Vanh bay mình tự. Đâu nhỉ, thanh niên Zeno ở đâu nhỉ? Sao xong mình không. À, thanh niên lại. Ở đây này trước mặt cẩn thận. Lúc thấy, rồi tháo. Ui, Zeno. Ơ. Zeno này. Ơ, sao không đẩy lui được này? Cái này kháng đẩy lui phải không? Giáp Obsidian. Ờ, đúng rồi. Ta. Ta luôn mình quên mất các bạn ơi, giáp Obsidian là kháng đẩy lùi mà mình cứ ra công đi để ép đẩy lùi vào. À luôn cay dã man luôn. Biết thế mình dùng cơ hội nhất năm này biết mình thiếu máu hay không? Biết thế là núp dùng cái số kinh nghiệm ấy núp ép lên cái sắc bén 3 là ngon luôn rồi chứ. Trời ơi mình cứ ra công đi chế kháng đẩy lùi à. À đi chế đẩy lùi. Đấy là round đầu tiên kết thúc rồi các bạn ơi. Đấy chúng ta sẽ đến round đấu thứ 2. Đấy thì xem nào. Rồi luôn, gỗ luôn. Chết giờ vừa chào xong vừa nói xong không vừa lóc gỗ luôn ạ. À. Buồn cười thế nhở, sao ngày hôm nay cảm giác bị đen đấy nhở. Trời đất ơi. À đây rồi. Vừa nói xong luôn toàn cái tàu lao bí đạo ở đây rồi. Hai. Hay nãy sư. Rồi gỗ đây các bạn. Mình sẽ phải cẩn thận. Ui dồi ôi, tay không đập đê.
Mấy thời kỳ đồ đá luôn rồi nhỉ. Thanh niên Zeno chắc là có gỗ nhiều lắm rồi. Uầy, một rừng luôn, đây toàn một rừng cây. Rừng luôn à, chúc Pixel đã, à nhầm, chúc Zeno đào được nhiều gỗ. Đấy, sắt đồ, à đá luôn nhá. Rồi, lên sắt này, nhờ? Lên kim cương này. Uầy, thế nhỉ, hack rồi. Ôi, sao biết? Thì anh em tố cáo nhá. Ok. Thì vẫn hack vào. Đâu rồi, đây à? Lúc lên tới cái đồ sắt lên. Cái này không có đồ là nung. Uầy, đây ngay bên này cũng có nhiều ấy này. Nhiều gọi là gỗ này các bạn. Tính ra cũng bình thường. Đấy, nó không khan hiếm bằng lần đầu các bạn. Lò nung đâu? Ờ ha, mình nói lò nung đấy, cái này. Vấn đề là không có lò nung. Không, nó có đấy, nhiều khi nó giống cái, giống cái gì nhỉ? Giống cái piston. Phải để ý. Phải để ý không là nó giống cái piston nha. Nhiều khi là mình cũng tưởng cái piston các bạn. À rồi. Cái này giống piston. Thấy rồi nha. Rồi giờ mình sẽ đứng đây thôi. Đứng đây chờ sắt rồi. Sắt trong là đào kim cương rồi. Này hay là mình chỉ áo giáp kim cương nhỉ. Áo giáp kim cương. Thôi vẫn áo giáp oxygen. Oxygen là vẫn lợi hại các bạn. Lợi hại mà không hại điện. Cái này phải để ý đằng sau mông mới được. Không. Trời ơi. Ai chơi trò đánh lén bây giờ đâu trời ạ. Thế à? Vành bảo rồi, quân tử không chấp tiểu nhân. Cái gì ba trời, đến người ta gọi là phong cách assassin á. Thắng làm vua, hiểu không? Thắng làm vua, không thắng mọi thắng mọi là mọi nói gì cũng đúng nha. Ok. Ui, thế nên Vành lần trận này gần mình các bạn ạ. Chết giờ rồi, mình nói xong câu này thế nên Vành sẽ đi lùa mình rồi, chạy. Mà vừa nãy mình quên mất là mình đang chế khiên mà tại sao mình không dựng khiên lên đánh nhau với núp nhỉ? Không. Ngáo. Lúc đấy hàm quá rồi, kiểu như bị gọi là lú rồi bạn, lú mà rồi. À, núp lại chế cây gậy gọi là Magic Stick Block. Wow, nhiều kim cương thật sự. Mình phải cần 9 viên các bạn ạ. 9 viên kim cương. Yes, 7 viên rồi. 8 viên rồi, 9 viên đây rồi. Yes. Giờ thì mình sẽ... Ui, 10 viên luôn. Nhiều thế. Trận này có vẻ là thuận lợi này. Bạn, ai ạ. Vừa nói xong cái đe dư đầu. Trời ơi, đây. Bạn sự khởi đầu nan. Đó, biến hết các anh em ạ. Biến hết. Bạn sự khởi đầu nan, gian nan, bắt đầu. Ui, nhưng mà lúc vừa nghĩ ra một cái chiến thuật các bạn ạ. Mình nghĩ rằng chiến thuật này là... có thể trốn các bạn, dành cho trốn đấy, dành cho trốn để chiến thắng được cũng được, nhưng mà chỉ... vì không ai tìm thấy được, không phải xuống địa ngục, không, Zeno không phải xuống địa ngục, là mấy bộ giáp tàng hình gì á, không, mỗi bộ giáp tàng hình à, tàng hình mà, không, vẫn ở trên thế giới này, nhưng mà Zeno sẽ sử dụng cái cây gậy kia phải không? Không, bộ giáp kính ấy, kính tàng hình đâu, sử dụng cây gậy biến thành kim cương phải không núp, đúng không? Đấy, trời, biến để làm gì? Biến tàng hình đâu ba. Thôi bây giờ nói lại lộ hết cả chiến thuật. Không, nói thế thôi. Chứ ai dùng cái chiến thuật đấy bao giờ. Trời đất ơi. Đi trốn đang quay clip 4-5 tiếng cho các bạn xem. Đi tìm. Trốn nào bên trên khắp thì đi tìm. Khỏi vợ anh núp ơi. Chúng ta đang chơi series trốn tìm của anh. À, ví dụ nha, đây mình ví dụ luôn cho bạn xem nhá. Nhưng mà đây. Không biết là đây, chúng ta sẽ biến gọi là đây, thấy không? Biến bedrock thành kim cương chúng ta đào không? Chúng ta trốn dưới bedrock thì là trai tìm thấy luôn. Trời, vừa nãy Zeno biến thử rồi. Vừa nãy Zeno không định trốn thôi. Chưa nguy hiểm chưa? Nên Zeno tấn công không đi trốn. Đúng rồi, không nên. Trời, ai làm thế? Ai làm gì thế bây giờ? Ai đi trốn? Sao thanh niên bị sao lại gần mình rồi nhở? Gì đấy, thanh niên lại ở đây à? Không. Đồ gì nhá, thôi núp đi chút. Dọa rồi, núp có gần Pixel đâu. Trời đất ơi. Trận này chắc là mình sẽ đi đánh nhau luôn. Bạn sống chết mặc bay. Rồi, mình nghe thấy một thanh niên đào vào lóc gần mình. Đáng nhẽ ra là mình nên phải chế luôn cái bộ áo giáp này cho nó hồi nhiều máu. Bởi vì cái bộ áo giáp này hồi máu rất là lâu. Bạn luôn cái bộ áo giáp xuyên điện này nó mạnh thật đấy, nhưng mà nó hồi máu lâu lắm. Giả rồi. Sao bây giờ? Đi đường này đi. Tại anh em mình lấp lại cái chỗ này đã.
Chúng nó hở nhìn ghê quá, nó rớt cổ mình xuống đấy chết luôn đấy. Coi thức ăn rồi. Melon này à. Level 8 rồi các bạn ạ. À, Thành được núp lại gần mình rồi. Ờ, núp gần mà, nó bảo núp gần mà. Rồi, chỉ hai thanh kiếm này. Enchant luôn các bạn nhé, Enchant lấy sắc bén luôn, tỉ lại Enchant sắc bén ra. Ở cái thanh kiếm Thành niên Zeno ấy. Ám sát mình, ám sát đi. Ám sát đi, ờ, quay lại đây. Ui trời, tưởng thế nào. Quay lại đây. Tưởng thế nào rồi à, căng biết nhờ. Nhập quá nhỉ. Quay lại đây. Thôi đi thôi. Thiên này đã chạy rồi. Ghê quá nhỉ. Mình phải đi. Ôi, ra săn lục. Chơi được một mạnh là mạnh mạnh lắm mọi người ạ, à. Mạnh khỏe lắm. Mạnh mạnh lắm à. Ây ạ, ây ạ, đi mới đây rồi. Núp sẽ đi gọi là săn lùng con cá mập. Ui. Này, đánh này. Ơ, thế nên Zeno đi ngủ với Zone à? Rồi, Zeno chế giáp kim cương chứ không phải là chế Obsidian. Anh full giáp Obsidian rồi. Không, Obsidian vừa lại yếu lắm. À, vừa lại lúc đánh nhiều máu, trâu lắm. Không, nhưng mà vừa lại lúc đánh thế nên Pixel lúc gần chết mà. Đấy, này biến đi Pixel. Không, anh còn chưa mặc full giáp Obsidian. Biến đi. Anh có khiên. Trời ơi. Biến đi Pixel. Nào, biến đi. Đúng rồi, không ngồi máu này. Thế mình phải mở rộng cái khu này ra, chứ không thể nào mà để nó bé bé này được. Bé bé này dễ bị úp lắm. À. Ui, anh sắp đến chỗ Pixel, Pixel đằng sau kìa. Anh đâu tổng tấn công đi, chúng ta phải chiến luôn. Ui, sợ quá. Tự nhiên đi sao ở chỗ này. À, mình chưa hồi máu nhiều các bạn, mình chưa hồi máu đầy, sợ lắm. Vậy banh đi thẳng rẽ phải, không là đến ngã tư dậy rẽ trái. Thế dùng khiên. Ây á. Thế nên dùng khiên khó chịu thật sự các bạn ạ. Đây, cảm ơn AP. Tại sao thanh niên có khiên, mình không chế khiên, khó chịu quá. Làm nào đây. Mình sẽ cầm kiếm đập nát khiên thanh niên này ra. Thế nhìn đi đâu à? À, trên này à? Ui. À luôn. Không ngồi máu được. Mất dấu rồi. Đúng kiểu như cái đấu trời này nó dễ mất dấu lắm nhá. Ờ, mất tích luôn. Cay thật các bạn ạ. Sao? Chết rồi, cái kia của tôi. Yếu máu rồi, go vào thế thủ rồi. À, tôi xong rồi, cái kia của tôi đi rồi. Cái kia mình cứ rút cái dìu ra thì thanh niên Pixel lại rút kiếm là đánh mình luôn à. Thế đâu ra mình lại phải cầm kiếm à, cay thật sự. Ui, cờ game nào cũng cặp núp sớm cay quá. Không, núp gần anh nhân vanh mà. Nhưng mà núp lại chạy qua đây rồi. Núp phải đi trốn. Đánh nhau luôn các bạn này. Sống chết mặc bay đây. Tẩn luôn, game này chỉ diễn ra trận clip ngày hôm nay chỉ diễn ra hai trận đấu thôi. Thế mình kiểu bất cần các bạn, mình có một chiến thắng rồi. Cho dù thắng thua nữa thì quan trọng gì đâu. Ui, không được này. Được cái gì ấy? Chết. Không hồi máu. Cái chế gì ấy? Đây rồi. Không, hồi máu chậm lắm. Ui, núp hết thức ăn rồi này. À đây, dưa được các bạn. Nghèo dã man. Nghèo dã man luôn ý. Rồi, đâu rồi? À? Này, okay. Gần nhau nhá, sắp xảy ra tai nạn đấy. Này, sắp tông vào nhau này. Sợ quá. Sợ quá anh em ơi. Tự nhiên ở chỗ nào đấy? Sợ quá. Xuống thôi. Ui, ra một quả táo. Ui, chết rồi, tiêu diệt quả táo vàng kìa. Tiêu diệt thanh niên này ngay, thanh niên này lấy được táo vàng toang các bạn ơi. Tự nhiên đập lá rơi ra quả táo. À, quên mất chúng ta phải chế tạo được dưa vàng mà. Dưa vàng tăng được máu đâu. Ăn dưa vàng được ngon thôi. Đâu rồi, thanh niên đâu rồi? Đây, nó đang tế lại gần này, không sao, vay không cần tìm nút đâu nhé. Cứ phải ngồi quá. Đau hết cả mông.
Hồi máu đi, trời ơi, không hồi được tí máu nào luôn. Đây, núp đang hồi đó. Hồi máu lâu lắm cái này ấy. Thôi là núp sẽ đi săn. Núp sẽ đi săn. Đi săn. Đi săn. Đi săn. Như gặp tên banh. Đấy, nghe thấy gần lắm. Này, đây nè. Đây đây có lửa kìa. À không, cái này kháng lửa mà. Cái đấy kháng lửa. Ờ, sao lửa làm gì, ngon ra đây. Ui, quên mất, kháng lửa thanh niên Vanh. Vanh cũng có cái ấy mà nhờ. Ui, quất nhau. Ui. À, Vanh bị lửa đốt rồi. Ê, ăn. Ok. Mình không làm khuya đâu bạn. Đốt mình rồi. Ê, ui. Cái này nó kháng lửa nhưng mà nó vẫn bị sát thương, vẫn bị sát thương. Kháng lửa đều. Vẫn bị sát thương các bạn. Ui. Ui, thanh niên sắc bén 4 à? Không, cứ sắc bén 2. Chém một phát 3 4 tí. Ấy. Thề luôn, thanh niên này chịu. Mình không đỡ khiên là tụi mình lại chém một phát. Zeno đâu rồi à? Đấy, Zeno đang hồn ma bay lẩn vẩn đây. Ơ, Zeno, à Zeno bị Vanh quất từ đầu đúng không? Đúng rồi, Zeno đi quất Vanh. Ta bị mắc kẹt rồi. Ai cái. Ơ, sao núp, à thiên nhiên. Ê. Khó chịu. Lửa đúng khó chịu luôn. Khó chịu thật sự quá. Ta chết cùng ngươi. Ui, cháy rồi. Ai ui, con lửa tim. Ui. Từ đã lùi về. Lùi. Rồi ôi, luôn. Bị đốt chết. Bị đốt chết các bạn ơi. Ô này, sao vừa lấy núp cầm thanh kiếm với cả cái vật lửa núp biến ra được kim cương chứ? À, Vanh ấy mà, Vanh biến mà. À, Vanh biến à? Thả lấy chứ. Không phải vừa lấy là núp cứ đứng núp nghĩ bảo sao mình lại biến được ra kim cương. Hóa ra thanh niên Vanh biến. Trời đất ơi. À, bảo sao mình bảo sao mình lại có sức mạnh siêu nhiên thế nhỉ? Mình đang ngồi nghĩ ngẩn to te, mình không tập trung vào PVP các bạn ạ. Trời đất ơi. Rồi ok thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Đó, chiến thắng 2 game nhẹ nhàng các bạn nhé. Và nếu các bạn yêu thích clip này, yêu thích cái series này thì đừng quên để lại một like cũng như đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên qua kênh của Zeno, qua kênh của Vanh, qua kênh của Pixel. Ấn đăng ký ủng hộ mọi người nha. Và xin chào, gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye.